Và sau cùng, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin đặc biệt trong ngày với Võ Thành Nhân và Nguyễn Văn Khanh. Kính chào quý chúng tôi là Võ Thành Nhân. Đến với chương trình đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc lại ký giả Nguyễn Văn Khanh để nhằm tìm hiểu một số vấn đề có liên quan đến vấn đề truyền thông và đặc biệt vấn đề truyền thông tại thủ đô Hòa Thành Đốn. Trước hết xin kính chào Nguyễn Văn Khanh. Dạ vâng, từ Washington một lần nữa tôi là Nguyễn Văn Khanh. Trước cũng xin được gửi lời chào đến Võ Thành Nhân và không quên gửi lời chào đến quý khán thính giả của SBTN. Khi mà chúng ta nói đến vấn đề truyền thông thì cái vai trò của truyền thông rất là quan trọng. Để tứ quyền, anh có thể cho biết rằng vừa rồi một số chuyện đã xảy ra giữa Tòa Bạch Ốc và AP. Điều đó là cái chuyện, đó là cái chuyện đương nhiên. Trước hết là anh vừa mới nói cái vai trò quan trọng của truyền thông. Và rõ ràng anh em chúng ta làm ngành truyền thông và chúng ta biết là cái đệ tứ quyền rất là quan trọng. Cái câu hỏi mà đang được đặt ra ở tại thủ đô Washington, tức là cái vai trò của chính phủ trong việc kiểm soát báo chí như thế nào và đồng thời cái vai trò của báo chí như thế nào trước những cái vấn đề có thể liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia. Cái câu chuyện đang xảy ra, thưa với anh và thưa cùng với là quý vị khán thính giả của SBTN, liên quan đến một bài viết của hãng thông tấn AP cách đây cũng đã khá lâu. Cái bài viết đó là nói rằng là Washington đã phá vỡ một đường dây khủng bố đến từ Yemen. Và một trong những cái hoạt động mà đường dây khủng bố này muốn làm, tức là họ sẽ đặt bom phá hủy một chiếc máy bay từ Âu Châu đang trên đường bay về Mỹ. Cái đó là một cái điểm. Đối với cá nhân tôi, đó là một cái tin rất quan trọng. Và cái đó là bởi vì, quan trọng bởi vì đó là cái thành công của an ninh và tình báo của Hoa Kỳ. Nhưng mà sau đó thì người ta mới biết được là cái câu chuyện nó không ngừng ở đấy. Mà cái câu chuyện nó lại liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia và liên quan đến tính mạng của những người khác. Lý do là như thế này, ít nhất là chúng ta nhìn thấy hai hoặc là ba cái lý do. Cái lý do đầu tiên là không phải là chỉ Washington, không phải chỉ Hoa Kỳ không thôi, mà hai quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ là Ả Rập Saudi và Jordan, họ có cài được người vào những đường dây khủng bố Al-Qaeda. Cái bản tin vừa rồi khiến cho mọi người phải lo âu rằng là như vậy thì có thể là cái đường dây đó sẽ bị tiết lộ. Từ cái chuyện đó dẫn đến cái chuyện thứ nhì, nếu mà đường dây bị tiết lộ thì có thể là Al-Qaeda biết là ai là người đã bị ai là người mà Hoa Kỳ, Ả Rập Saudi cũng như là Jordan gài vào. Và nếu mà biết như vậy thì có thể là quân Al-Qaeda sẵn sàng xử bắn những người đó. Đó là cái điểm quan trọng. Tôi cũng còn nhớ là trong một cái buổi điều trần trước Thượng viện, thưa với anh Võ Thành Nhân cũng như là thưa cùng quý vị khán thính giả của SBTN, ông Eric Holder, ông nói rằng là ông có nhìn nhận, đây là cái buổi điều trần trước đây cũng cả mấy tháng trời, ông có nhìn nhận được một điểm, ông bảo rằng là chúng tôi đang theo dõi một số nhà báo và chúng tôi theo dõi những cuộc thảo luận, những cú điện thoại của họ. Lý do ông nó bảo rằng là khi mà ông được báo cáo tin tức liên quan đến cái câu chuyện này thì lúc đó thì ông nói, nguyên văn lời của ông nói là ông rùng mình, ông ớn sưng sống, là bởi vì cái câu chuyện nó không phải là chỉ nằm ở một bản tin mà nó còn ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và ảnh hưởng đến tính mạng của biết bao nhiêu người. Đó chính là cái lý do tại sao. Vấn đề còn lại là anh em nhà báo của chúng tôi không đồng ý cái điểm đó. Chúng tôi nói rõ ràng, chúng tôi, cái nhiệm vụ của chúng tôi là chúng tôi đi săn tin. Và nếu mà chúng tôi có được một cái tin quan trọng như vậy, chắc chắn là chúng tôi phải phổ biến. Rõ ràng như vậy, thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của SBTN. Sau đó thì chúng ta thấy, chỉ một ngày sau khi AP tung cái tin đó ra, Washington Post, Washington Times, New York Times, Boston Globe, Los Angeles Times, San Francisco Chronicle, tất cả các báo đều tìm cách đào sâu cái câu chuyện, chứng tỏ đó là một cái tin rất lớn. Và đó là cái thành công về mặt nghề nghiệp cho AP, nhưng mà đồng thời đó là một cái lo âu cho chính phủ về mặt an ninh quốc gia. Nhưng mà những người làm truyền thông cũng phải có đến một cái giới hạn nào đó, phải hiểu được trong vấn đề an ninh quốc gia, một số tin tức rất là nguy hiểm cho vấn đề tình báo. Thì anh nghĩ sao vấn đề này và cái đạo đức của người làm truyền thông nó giới hạn như thế nào vậy thưa anh? Đó là cái vấn đề mà đang được nói đến ở tại thủ đô Washington. Anh có nhìn thấy rõ ràng, tức là ai cũng bảo rằng là truyền thông phải có đạo đức, điều đó là điều hoàn toàn đúng. Khi mà họ làm những cái bản tin này thì họ không có đi ra ngoài cái và lằn ranh đạo đức. Nhưng mà đồng thời là họ cũng phải thắc mắc là một, chúng ta cũng phải để ý đến một điểm. Nhiều người bảo rằng là truyền thông Mỹ đã đi quá đà khi mà họ loan tải những cái bản tin như thế. Các nhà báo, anh em chúng tôi thì là bảo không, chúng tôi không đi cái gì quá đà cả. Cái lý do rất là dễ hiểu, là vì là chúng tôi không đi lục lọi hồ sơ, mà những cái nguồn tin này là những nguồn tin được cung cấp từ các giới chức đặc trách về an ninh và tình báo của Hoa Kỳ. Ngay trong giờ phút này, thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, Bộ Tư pháp, cơ quan FBI nhảy vào điều tra. Họ không phải họ điều tra các nhà báo viết cái bản tin, mà họ chỉ điều tra, họ muốn biết là cái nguồn tin này xuất phát từ đâu, ai là người đã tiết lộ cái bản tin này cho nhà báo. Nói một cách khác, tức là
Với anh em nhà báo của chúng tôi thì tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng tôi được một cái nguồn tin mà cung cấp như vậy, và đặc biệt một cái tin quan trọng như vậy, thì chắc chắn là chúng tôi phải loan. Cái chuyện đó là cái chuyện rõ ràng. Cái vấn đề còn lại là cái vấn đề của chính phủ. Tổng thống Barack Obama cũng như là ông Eric Holder là ông Tổng trưởng Tư pháp cũng đã nhiều lần lên tiếng bảo rằng là làm phải làm sao để mà ngăn chặn để những cái tin tối mật của quốc gia không tiết lộ ra ngoài. Không tiết lộ, đây là không tiết lộ cho báo chí. Bởi vì tất cả mọi người đều biết rằng là tiết lộ cho báo chí 5 phút đồng hồ sau là lên web, 5 phút đồng hồ sau là xuất hiện trên truyền hình, thưa anh Hoàng Thành Nhân. Và cuối cùng thì hiện nay anh có thể cho biết rằng cái niềm tin của giới truyền thông đối với Tổng thống Barack Obama như thế nào và cái quan hệ giữa hai bên ra sao rồi, dạ thưa anh? Tôi thấy là cái quan hệ nó có vẻ nó không được nồng ấm cho lắm. Không được nồng ấm cho lắm nếu mà so với cái thời gian trước đây. Tôi còn nhớ là trong khoảng thời gian từ năm 2007 khi mà ông Barack Obama bắt đầu xuất hiện ở chính trường quốc gia thì báo chí có thể nói rằng là hầu hết báo chí ủng hộ ông. Báo chí tìm cách đưa những cái tin một đôi khi có vẻ khá thuận lợi cho ông. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian 3-4 ngày vừa rồi, hay là nói đúng hơn là trong tuần vừa rồi, thì tôi thấy là báo chí bắt đầu có vẻ không hài lòng với ông. Họ không hài lòng với ông liên quan đến cái chuyện mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đi tìm tài liệu liên quan đến những cú điện thoại của các nhà báo của hãng thông tấn AP. Họ không hài lòng ở chuyện đó. Họ không hài lòng về cái cách giải quyết cái vấn đề Benghazi mà phía bên Tòa Bạch Ốc đang làm. Họ cũng không hài lòng với lại cái câu chuyện của IRS. Thành ra rốt cuộc sau là tôi thấy chỉ trong 3-4 ngày mà phía bên Tòa Bạch Ốc phải giải quyết rất là nhiều vấn đề. Nhiều vấn đề đến mức độ, quý vị khán giả của SBTN thì tưởng tượng là người ta bảo rằng là bây giờ Tòa Bạch Ốc đang chữa cháy và ông người mà cầm chiếc vòi cứu hỏa để chữa cháy không ai khác hơn chính là đương kim Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Xin được cảm ơn anh Nguyễn Văn Khanh. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình của chúng tôi và ký giả Nguyễn Văn Khanh để nhằm tìm hiểu một số vấn đề có liên quan đến việc truyền thông ở tại Washington. Chương trình đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau. Một lần nữa xin được cảm ơn Nguyễn Văn Khanh. Dạ vâng, cũng một lần nữa xin được cảm ơn anh Võ Thành Nhân và không quên gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả của SBTN. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hành của bản tin Washington Đốn xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay và những ngày cuối tuần thật an bình và hạnh phúc bên người thân và bạn hữu. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hành lần tới.